Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay chúng em lại có một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Nova của mã là 9925 mã các bác nhé. Trước đây thì em cũng đã giới thiệu rất là nhiều về cái dòng vang số AAB 9900 rồi đúng không ạ? Thế tuy nhiên thì hiện nay thì chúng em lại có những cái sản phẩm mà chất lượng không hề thua kém, nhưng cái giá thành, đấy giá thành thì nó có phần gọi là rẻ hơn, đấy, rẻ hơn so với dòng 9900. Thì chính vì vậy cho nên là em đã quyết định là nhập một số lượng rất là lớn về để phục vụ toàn thể các bác và anh em nhé. Thứ nhất là rẻ hơn, với cái sản phẩm này thì rẻ hơn nhưng cái chất lượng linh kiện là như nhau đó, nên là chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không ưu tiên những cái sản phẩm mà nó rẻ hơn tới vài triệu đúng không ạ? Đó, thế cho nên là em muốn là giới thiệu chi tiết và rõ hơn về cái sản phẩm này cho toàn thể các bác anh em nhé. Đầu tiên về thiết kế thì em nó được thiết kế một cái thân hình màu đen, đấy, đen tổng thể của nó đều là màu đen hết các bác ạ. Đó, và ở giữa đây thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái màn hình cảm ứng rất là to, đấy, màn hình cảm ứng rất là to nhá. Đó, rồi ở đằng sau này thì em sẽ giới thiệu rõ hơn cho anh em này. Đấy, đằng sau này thì nó có rất là nhiều đường kết nối này. Ở đây là chúng ta có đường kết nối RS485 này, rồi đường RS232 này, đấy, và chúng ta có đường kết nối mạng LAN này. Đấy, mạng cái kết nối này nó kết nối đồng bộ với thiết bị như là đẩy một cái hệ thống dàn âm thanh nhé, chứ nó không phải là cắm dây mạng vào đây đó anh em nhé. Đó, đây là kết nối giữa van với main công suất, rồi nói chung là đồng bộ để cho chúng ta có thể là sử dụng hoạt động một cái hệ thống âm thanh thông minh đó. Rồi bên này thì chúng ta sẽ có một cái anten là Bluetooth, bên này là anten Bluetooth này. Còn đây là anten này là để chúng ta có thể là kết nối từ máy tính nhé, để kết nối thông qua kết nối phần mềm thông qua cái bộ phát wifi này. Đây là cái wifi này, đây là Bluetooth. Thì anh em kết nối tín hiệu nhạc tới điện thoại thì chúng ta có thể là kết nối qua cái đường anten Bluetooth này. Còn anh em kết nối wifi để có thể là sử dụng cho việc chỉnh nhạc, đấy, thông qua phần mềm thì chúng ta sẽ kết nối bằng cái anten này đó. Và bên dưới này chúng ta sẽ có một nút nguồn này. Nguồn này thì chúng ta có thể sử dụng nguồn điện từ 100 cho đến 240V nhé. Tức là anh em ở bên châu Âu điện 120 thì chúng ta cũng có thể sử dụng được cái con vang này, để bằng cách là cắm trực tiếp qua cái đường này luôn nhé. Đấy, nguồn điện chạy rất là hỗ trợ chúng ta rất là tốt nhé, là từ 100V cho đến 240V ạ. Đó, rồi đường âm thanh ở đây thì các bác thấy rằng là nó có tới 8 đường out. Ở đây thì chúng ta có hệ thống âm thanh là 7.1. Đó, 7.1. Thì chúng ta sẽ có đường sub này, đường center này, đường RB và NB. Đấy, đường RS, NS và đường RN. Đó, thì với cái hệ thống này thì chúng ta có thể là vừa là setup cho một bộ âm thanh karaoke. Các bác cũng có thể setup cho một dàn nghe nhạc hoặc là một dàn xem phim với hệ thống âm thanh vòm. Đó, thì như thế này thì chúng ta có thể là sử dụng đường out âm thanh nó quá là đẳng cấp đúng không ạ? Đấy, muốn vào hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Rồi, bên này thì chúng ta sẽ có là 3 đường mic nhé. Đấy, 1, 2, 3, và chúng ta sẽ có 3 cái đường volume hạn chế cái tiếng mic này. Đó, và chúng ta sẽ có đường kết nối đường ổng quang này, đường coaxial này. Đấy, đường livestream, đường rack, đường gain này các bác này. Rồi đường hoa sen. Đó, một sản phẩm em thấy là cực kỳ là đẳng cấp. Đó, nhìn nó rất là đẹp đúng không? Đấy, và bây giờ thì em sẽ kết nối nguồn điện và nắp trực tiếp vào bộ dàn nhé, để em test qua cho anh em, để các bác nghe và cảm nhận cái chất âm của cái dòng vang Nova 9925 mã này. Vâng, thưa các bác, thì đây thì em đã lắp đặt chiếc vang số này tới chiếc đẩy 3 kênh để em có thể là sử dụng cho hệ thống âm thanh karaoke bằng việc là đánh 2 loa xích và 1 loa siêu trầm, để xíu nữa thì có thể test cho anh em nhé. Đó, và em sẽ nói sâu hơn về cái công năng rồi có cái màn hình cảm ứng này. Đấy, thì đầu tiên thì nó sẽ hiển thị cho anh em là 3 cái đường. Đấy, 3 đường ở đây chính là đường âm lượng của nhạc này, âm lượng của mic này và âm lượng của effect, và cảm ứng của con này nó rất là mượt anh em nhá. Đó, rồi đây chúng ta có setting này. Đấy, có setting này. Đấy, để chỉnh chế độ mic của từng đường một. Ví dụ như đường mic anh em muốn khởi động là 32 hoặc là cao hơn thì các bác có thể bấm vào đây và chúng ta có thể vặn lên này. Đấy, các bác muốn để bao nhiêu thì nó sẽ ngừng nó nhé. Đây là hạn chế cái tín hiệu effect, mic và music. Đó. Rồi tiếp theo nữa, đây là em nó có qua cho anh em thôi.
Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có đường effect này, các bác có thể chỉnh effect ở đây này. Đấy, effect thì nó sẽ có echo và reverb nhé. Reverb ở bên này là chỉnh riêng biệt luôn. Em chỉnh tay rất là dễ, đây là chỉnh nhạc này. Đấy, nhạc thì chúng ta sẽ chỉnh bass trung chép này. Đấy, rồi tiếp theo là đường mic này. Đấy, mic thì chúng ta sẽ có đường riêng biệt mic 1 và mic 2 nhé. Nó sẽ có hai đường. Rồi, đường center. Đó. Channel này, music, mic, reverb, echo. Và kể cả đường siêu trầm này thì chúng ta cũng có thể xử lý được luôn. Đấy, rất là hay luôn ạ. Đúng không ạ? Thật sự là về tất cả các cái công năng của con này thì chúng ta chỉnh rất là dễ. Đấy, các bác chỉ cần bỏ một chút thời gian ra, các bác nghiên cứu là nó sẽ ra được cái kết quả. Đó. Và tất cả những cái sản phẩm về thì chúng ta đều phải bỏ thời gian để tìm hiểu nó thì chúng ta mới làm chủ được cái sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Đó. Rồi nữa là bây giờ thì chúng ta sẽ test cái chất âm của cái dòng vang Nova này các bác nhé. Vâng, đây em đã bật lên và cũng như là kết nối nguồn mic này. Đã kết nối nguồn mic để có thể là test qua cái tiếng mic cho anh em cùng nghe nhé. 1 2 3 4 5 6 7 5 6. Các bác sẽ thấy cái tiếng chép của nó cực kỳ là ngọt. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, echo rất là quen, echo rất là quen với mic. Đó, cho nên là đây là cái vòng vang mà em nói là nó đẳng cấp nhất bây giờ. Đó, cái dòng này với vòng AAB về chất lượng linh kiện, về chất âm nó như nhau. Đấy, và nó cũng là thuộc cái dòng vang là tốt đẳng cấp nhất và đắt tiền nhất. Nên là khi mà chúng ta hát không hay nhưng mà cứ hát về cái dòng vang này là chúng ta có thể tự tin hát mọi mưu đều không được. Bởi vì nó hỗ trợ cho cái tiếng mic và cái tiếng echo nó rất là quậy. 1 2 3 4 5 6 7. Cho nên là anh em có nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp đến Tuyên Vũ chúng em để được sở hữu những cái dòng vang Nova 9900 Hà Nam mã với mức giá rẻ nhất thị trường. Và xin chào các bác.